À, xin chào bạn, chào bạn đến channel của mình Trường Liêu, và hôm nay thì như thì các bạn có thắc mắc là tại sao mình mặc bộ đồ của một game thủ không? Bởi vì thì hôm nay mình sẽ unbox review cho các bạn một cái bộ combo bằng phím và chuột giá cực kỳ là sinh viên nghèo luôn á. Đấy, nếu bạn thắc mắc mình mua này với giá bao nhiêu thì link ở phía dưới nha. Thì bây giờ mình sẽ unbox và review cho bạn thử xem cái bộ này là hãng Ensoho. Đây là bộ combo phần phím chuột không dây, cả hai luôn là E116CB. Và bây giờ chúng ta sẽ unbox bên trong, và trước khi bây giờ bắt đầu vào video này, hai bạn nhớ like, comment và subscribe channel của mình nhé. Và sắp tới mình sẽ có rất nhiều video hay nữa cho bạn xem. Bây giờ thì phải unbox cái này thôi. Thì ok, đây mở. Wow, ở đây đây combo, đây là phía trong của nó. Thì mình sẽ lấy phần bộ phận trước tiên là chuột trước. Đây khá là nhỏ, mình nghĩ là cái này chỉ phù hợp với những bạn nào sử dụng có nút điều chỉnh DPI này mà. Ok, khá là ổn. Thật sự là chuột rất là nhỏ gọn, rất là mình thì tay mình hơi to ha, các bạn thấy chuột thì nó hơi nhỏ xíu đối với bản thân của mình ha. Và bên trong của nó là đây, mình ở đây thì chỗ này sẽ là chỗ đi được bạn đựng pin, và đây là cái receiver. Nếu bạn làm mất cái này thì không còn thì bạn bó tay luôn á, vì cái này rất là quan trọng, vì không có cái này thì sẽ không có cách nào bạn kết nối cái này với chuột bằng phím với máy tính của bạn hết trơn á. Nên là hãy nhớ cái receiver rất là quan trọng. Thì đó là phần cái chuột gaming. Vậy nói chuột thì thôi, chuột gaming chứ mình không biết nó sẽ chơi game như thế nào ha. Sai lầm. Đây là phần mà mình rất là mong chờ, đó chính là bàn phím. Wow, mày thấy bạn đây là bàn phím. Thì như mình biết là cái này không phải là bàn phím cơ, nên là mình không dám chắc là nó sẽ sử dụng như thế nào, sẽ hoạt động tốt thì không. Ok, making change. Cái nào ở bên này mà bạn thấy sao nè, thì phía sau nó. Ok, đây là phần đựng pin, và nó mình cảm giác là nó khá là do thiết kế cũng rất là đẹp, cũng là ok. Thì cảm giác mình bấm thì nó không có gì là thì này mình không biết ở đây gọi bàn phím trả cơ hay không, nhưng mà cảm giác là với số tiền mình bỏ ra thì con này nó rất là ổn luôn đấy. Bây giờ mình sẽ thử kết nối với ok, thử giờ lắp pin vô coi. Thật là tốt, nhưng khi nhà sản xuất đã kèm chúng ta cho chúng ta hạt pin. Ok, lắp vào chuột ha. Đấy, chuột
nghe chị. Ý ok là cách nói rồi, đã lắp pin vào hai cái thiết bị rồi. Bây giờ chúng ta sẽ lên phòng và chúng ta test thử một số tự game nhé. Một chiếc pin tháo pin cho nó đỡ tốn. Bây giờ chúng ta sẽ lên phòng để test một số lên laptop mình nhé. Ok, mình đã kết nối cái bộ bàn phím với chuột vào cái máy laptop rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử. Chuột thì ok, nhưng mà không, mà tại không hiểu tại sao bàn phím nó mang nè. Bàn phím nó mang bạn ơi. Chắc mình sẽ thử đổi pin qua coi. Ok, mình đã thử rồi, mình đã thử rồi, bây giờ chuột rồi. Đây, chuột. Chuột với bàn phím, bàn phím thì mình cảm thấy là nó pin hơi yếu. Nên là đổi pin rồi, đổi pin qua, bây giờ sẽ thử nghe nhé. Ok, trải nghiệm lúc đầu thì nó hơi lạ xíu. Đấy, trải nghiệm lúc đầu nó lạ lạ. Nhưng mà có một điều như mình thấy để ý là cái này nó không có ba cái nút, ba cái đèn mà hiển thị cái non club cấp lock. Nó không có hiện cái đó nên là mình khá là hơi khó chịu, vì mình không có biết là khi nào mà mình đã bật cấp lock hoặc là mình đã bật nên bật lock lên. Đấy. Khi mình ấn thì nó không có hiện gì hết. Đấy. Thì cách như mình thấy chỉ có thể thấy là ở trên đó. Trên lần bằng laptop của mình thôi. Cấp lock thì cũng tương tự như vậy đó, là chỉ nó chỉ hiển thị trên màn hình máy tính chứ không hiển thị. Với một người là hay sử dụng nhìn phía dưới, nhìn bàn phím để mình biết là mình đang thao tác như thế nào, thì cái điều này nó hơi khó chịu, khá là khó chịu. Nhưng mà cảm giác đánh phím thì mình cảm giác là con này sẽ cảm giác đánh thì khá là tốt, khá là tốt. Với tầm giá mình bỏ ra thì mình thấy là chuột thì thường là mình dùng cái con chuột này đó, con chuột ngon The Dark Knight á, Azad The Dark Knight. Sorry, không bị bổ quá. Thì đây. Thì cảm giác thì bạn hay thấy là con chuột này rất nó nhỏ gọn hơn cả cái con này nữa, nên con này thì cảm giác lâu lâu nó hơi dướng díu một tí, vì nó hai lúc này mà ít có dùng lắm, và con này có thể cả điều chỉnh cả DPI nữa. Và ở đây rất là ok, và con này bạn thể cầm khi bạn giơ sơ bạn thích chuột bạn thể ấn đấy, thì rất là tiện, mình thấy rất là tiện. Đây là mình nghĩ ra là một combo rất là tốt với chị giá rất là rẻ đấy. Bây giờ và muốn mua cái tỷ phía dưới mình sẽ để phòng phía lên mua hàng để phía dưới nha. Ngoài ra thì bây giờ mình sẽ trải nghiệm nó một tí xíu rồi mình sẽ nêu cảm nhận của mình sau khi một gian sử dụng ha. Several days later. Thì ok, thì hôm nay thì đã vài ngày trôi qua rồi, và trong lúc mà mình sử dụng con bằng phím Enzo hôm này á, thì đây là cảm nhận mình sau khi vài ngày sử dụng. Thì trước tiên vào phần thiết kế thì mình phải nói là con này thiết kế cực kỳ gọn gàng luôn, không có gọi là một bàn phím full size, nhưng nó vẫn có một chút gì đó ngăn nắp, nó không quá
không quá bự mà cũng không có quá nhỏ, và nó rất là vừa vặn với cái góc lê làm việc của mình tại nhà, sử dụng máy ở nhà mình ha. Cộng thêm là tiếp theo là phần keycap, thì mình biết cái đây là không phải bằng tính cơ giả cơ hay cái gì đó, nhưng mà cảm giác bấm, cảm giác sử dụng thì vẫn ở mức độ là sử dụng được, sử dụng chứ không hẳn là cảm giác lắng nghe nó cách như bằng một bàn phím cơ thật thụ. Cho nên là vì cái đó, lý do đó thì rất là thích bàn phím này, thì nó cũng nó tạo cho mình cảm giác là khi sử dụng một chút gì đó quay về tuổi thơ mình, là hồi xưa chơi những tiệm nét cỏ đó, thì là cái bàn phím mà những tiệm nét hay sử dụng là giả cơ giống như thế này. Ngoài ra thì về phía con phần chuột á, thì là con chuột đây là con chuột cực kỳ nhỏ gọn, và cái phần bề mặt phía trên đó là nó được sơn nhám, là nếu bạn nào chưa vô và biết mà cái sơn mịn á thì cảm giác y chang vậy luôn, cảm giác cầm nắm rất là thích, cảm giác rất thích sử dụng cầm trên con chuột này ha. Ngoài ra thì nó có điều chỉnh DPI là thấy rất là tốt ha. Con này tầm khoảng mấy DPI ta, mình không biết nữa, không biết bao nhiêu DPI, nhưng mà có thể tập, nhưng mà mức độ mà bạn sử dụng mà thao tác nhanh vẫn được, vẫn ok. Thì ngoài ra thì trải nghiệm chơi game của trên hai con này thì mình thấy là đối với những game như tựa game Liên Minh Huyền Thoại hoặc BBG á, thì có thể là bạn không có cảm nhận là tuyệt vời, nhưng nó vẫn ở mức độ, ok, không có phenomenal hoặc là nó tuyệt vời hoặc là đỉnh cao gì đó, chỉ là mức độ bạn có thể sử dụng hai con này chơi game ở mức độ được. Nói chung mấy cảm nhận mình vẫn mức độ đến với tầm giá mình bỏ ra thì nó rất là ok, không có chê vào đâu. Ngoài ra về thường lượng pin thì hai con này đều xài sử dụng pin con ó, pin cỡ lắp vô đây ha. Khi nào hết pin thì bạn có thể thấy là đèn của máy này chớp nháy giống như bằng phím, ở đây cũng có cái đèn, đây là đèn tôi cho bạn thấy là con khi nào sắp nó sẽ chớp nháy hoài, thì đó thì đó cũng là một cái gì đó rất là tốt, như là khi nào bạn biết nên thay pin ha. Và đây là phần khuyết điểm của con này là cái lúc cả nhà sử dụng thì nó không có ba nút number lock hoặc là cấp lock ở đây, đèn báo hiệu bạn đã sử dụng, và cách duy nhất là thể sử dụng thấy được ở trên là chính là bên trên bằng màn hình máy tính, nếu một cách nào đó bạn thấy bạn sử dụng mà mình sẽ biết ha. Ngoài ra thì feel, cảm giác bấm thì vẫn không có feel lắm, mình chọn ở bản thân mình thấy là vậy. Ngoài ra thì nó có thể nó thêm hai cái độ phía bên đây ha. Ngoài ra nó không có kè tai thì đương nhiên rồi, các bạn nhìn có thể thấy, nhưng bù lại cảm nhận mình thấy là mình cho này tầm 6 không tổng 7 điểm trên thang điểm 10 về chất lượng và với giá cả của nó ha. Và nếu bạn nào muốn biết thông tin chi tiết mình sẽ đưa cái link thêm thông tin chi tiết về cái con bàn phím nha, và bạn nào muốn mua có thể theo cái link đó mà mua. Thì đó là một cảm nhận riêng của mình về hai cái bộ bàn phím không dây cạp ha. Ngoài ra thì mình nói thêm này nữa, cái receiver có được khi nào có điểm không thích nè, cái nơi chứa cái receiver đó, cái lỗ này á, nó không được chắc chắn. Đấy. Rất là dễ rơi, và đôi lúc giả sử bạn đi đâu đó mà cái nắp này bạn nè nó bị rớt ra trên, và cái khả năng cao cái receiver của bạn á nó sẽ rớt và nó sẽ thất lạc đâu đó, và một khi cái này đã thất lạc đâu đó thì bạn không biết nơi nằm tiền đâu. Nên là mình nghĩ là nhà sản xuất nên thiết kế cái làm cái nào để cho cái phần receiver nó chắc chắn một tí. Đấy, phần nắp bên trên con này thì nó rất là thì mình nghĩ là nó rất là chắc chắn, khó bị rơi. Còn phần nắp của con này thì có thể là bật cái nhẹ đã ra
Nhưng mà con lại hiện bằng phía mà không cần lo vì nó chứa vì này vì nó không có chứa receiver. Và hai cái và nói chung rất là cái này là có thể nếu bạn không có quá nhiều tiền, không quá nhiều tiền mà bạn muốn sử dụng một bàn phím với chuột mà có thể sử dụng được á, thì mình nghĩ là đây là một sự lựa chọn không đến nỗi tệ. Cho nên là bản thân mình thấy là khá là hài lòng khi sở hữu và sử dụng hai bàn món rồi ha. Thì không biết các bạn như thế nào, hãy comment phía dưới cho mình biết ha, và đừng quên nhấn like và subscribe channel của mình để biết thêm nhiều video của mình hơn. Nếu bạn có ý kiến gì hãy comment phía dưới. Bây giờ mình sẽ chào bạn lại cho video lần sau. SKT45 nhé.